nước mắt của Son Heung-min. Tiền đạo Son Heung-min bật khóc hạnh phúc sau chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối bảng H tối qua, khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha vang lên trên sân Education City, Son Heung-min xúc động bật khóc. Chân sút 30 tuổi nghẹn ngào khi anh và các đồng đội giành chiến thắng 2-1, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chúng tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Chúng tôi thực sự tin rằng nếu đoàn kết cùng nhau, toàn đội sẽ làm được. Đã có những lúc tôi không có phong độ tốt nhất nhưng các đồng đội đã gánh vác thay. Tôi vô cùng tự hào và cảm ơn họ rất nhiều, Son chia sẻ sau trận đấu. Ngôi sao đang khoác áo Tottenham không có nhiều cơ hội dứt điểm trong trận đấu, nhưng anh là người kiến tạo để đồng đội Hoàng Hy Trang ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút bù giờ. Son và các đồng đội đã nỗ lực tới giây phút cuối cùng tạo ra cuộc lội ngược dòng bất ngờ. Son vẫn nức nở khi đồng đội thủ môn Kim Sung Gi ôm chia vui sau chiến thắng. Hình ảnh chân sút xứ Hàn nước mắt nhạt nhòa khiến nhiều fan xúc động. Nhìn Son Heung-min khóc sau khi đánh bại Bồ Đào Nha, tôi cũng khóc theo. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, xứng đáng thành công, một tài khoản Twitter bình luận. Son Heung-min là ngôi sao nổi bật của Hàn Quốc, vì thế anh bị kèm chặt trong cả 3 trận vòng bảng. Trong trận thua tiếc nuối 2-3 trước Ghana vài ngày trước, Son cũng bật khóc ở cuối trận khi nhận ra cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng lần này, anh khóc vì hạnh phúc trước một Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn hẳn. Son và các đồng đội cố gắng hết sức và chứng minh đại diện châu Á không dễ bị bắt nạt. Sau khi bị thủng lưới trước phút thứ 5, Hàn Quốc không bị mất tinh thần, tiếp tục tấn công và có bàn gỡ hòa phút 27. Sang hiệp 2, khi Bồ Đào Nha có vẻ chủ quan, đội bóng xứ Kim Chi có bàn thắng quý hơn vàng phút bù giờ. Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Hàn Quốc sau bàn thắng của Hoàng Hy Trang giành chiến thắng, nhưng Son Heung-min và các đồng đội trải qua hơn 10 phút hồi hộp nghẹt thở chờ đợi kết quả trận đấu cùng giờ giữa Uruguay và Ghana. Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng tưng bừng khi biết Uruguay chỉ thắng Ghana 2-0, đồng nghĩa việc đại diện Nam Mỹ xếp sau họ vì kém chỉ số phụ. Hàn Quốc và đầu bảng Bồ Đào Nha đi tiếp ở bảng H tại vòng 1/8, đội bóng xứ Kim Chi đối đầu Brazil. Chúng tôi đã đặt mục tiêu vào vòng 16 đội và giờ đây chúng tôi hướng tới cái đích cao hơn. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để đạt được. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong bóng đá, đặc biệt là bây giờ. Nếu có cơ hội đánh bại Brazil, chúng tôi sẽ nỗ lực và chuẩn bị cho trận đấu tốt nhất. Son chia sẻ, Hàn Quốc là đội bóng châu Á thứ 3 giành vé vào vòng 1/8 sau Nhật Bản và Australia.